Hôm nay là thầy sẽ chữa cho toàn bộ phần lý thuyết, bởi vì thầy biết rằng là các em yếu nhất phần lý thuyết nhá. Hôm nay thầy sẽ chữa full toàn bộ lý thuyết của cái phần C, ST, lipid trong đề thi đại học. Câu hỏi của tôi có ra các nào. Đấy, sách này do thầy tuyển chọn nên những câu là cực kỳ chất. Thì hôm nay mình làm full lý thuyết nhé. Hôm nay mình chiến full lý thuyết. Full lý thuyết, bài tập để lại. Ok. Bài tập để lại các em hiểu không? Nha, thì hôm nay mình chiến full lý thuyết, các em sẵn sàng chưa? Chiến đấu chưa? Chấm cái sẵn sàng nào. Chấm cái sẵn sàng để coi nào. Những bạn nào mà chưa xem video livestream lại về tường thì xem thật nhanh lại về tường nhá, xong rồi tắt tất cả các bạn các em ở trong video livestream nhá. Hello, chào Lê Thị Lan Phương. Hello, chào Lê Thị Lan Phương, chào Nguyễn Đại, fan cứng cộng 1 này, thầy không hiểu fan cứng cộng 1 là gì, coi fan cứng cực kỳ nhiều à. Nào các em comment đáp án cho nào. Câu số 1 để đọc khối B 2013. À, để cho buổi học mà cực kỳ thú vị thì các em comment đáp án liên tục nhá. Comment đáp án liên tục xuống dưới, xong rồi tag các bạn vào trong video livestream, xong rồi share lại video livestream lại về tường nhá. Hello, chào An Nguyễn. Hello, chào em. Em share nhiều quá bị out khỏi nick hộ thân. Các em giúp thầy share lại video livestream về tường, xong rồi tát tất cả các bạn của em vào trong video livestream nhá. Mình bắt đầu chiến đấu nào, mình bắt đầu chiến đấu nào. Câu số 1 đáp án gì? Câu số 1. Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn? Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn? Thế mình phải viết không? Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn? Acid acetic, nhìn nhá. CH3COOH. Anhydr acetic là CH3CHO. Methylformat là HCOO CH3. Alkoxylic là C2H5OH. Thì em lưu ý giúp thầy này, trong tất cả những thằng mà có nhóm chức CO, tất cả những thằng có nhóm chức CO thì bản chất của cái nhóm chức CO này là nhóm C nối đôi O O. Vậy là có nối đôi. Có nối đôi thì là có liên kết pi. Mà đây đề bài bảo là full liên kết đơn. Vậy là loại ngay những thằng có CO, loại acid acetic này, loại methyl formate này. 86 bạn đang theo dõi video livestream, thầy đã xem video livestream về tường chưa nào? Chấm cái này thầy biết nào, các em có hiểu không? Thằng anhydr acetic thì biết cấu trúc được đó nha. Nó chính là đây. CH3 này, C này, nối đôi O này, H này. Nhìn thấy chưa? Thế vậy thằng này cũng có nối đôi, vậy không thể là đơn chức được, vậy chỉ có thể là Z alkoxylic. Các em hiểu chưa? Thì thằng Z alkoxylic thì viết cái full, thầy viết full cái cấu trúc của nó như này nhá, liên kết đơn full cấu trúc này. C này. C này. OH này. H này. H này. H này. H này. H, các em nhìn chưa? Anh này full đơn. Vậy đề bài bảo là trong phân tử chỉ có liên kết đơn, vậy đáp án đúng đáp án D. Các em hiểu chưa? Đó là dễ đúng không? Nào, mình có sang câu 2015 này. Câu số 2 này là câu bài tập rồi. Câu bài tập thì thôi bỏ nhá, mình chỉ làm full lý thuyết thôi. Hôm nay mình làm full lý thuyết mà. Mình sang câu số 3 này. Đề thi đại học khối A năm 2013. Nào, câu số 3 đề thi đại học khối A năm 2013. Đây là những câu trong đề của thầy. Full lý thuyết thì chữa cho tất cả các bạn và các em. Thanh niên nào chưa xe lại về tường thì xe lại về tường nhá. Hôm nay có rất nhiều fan cứng đang cùng học này. Các em biết là khi mà làm fan cứng của thầy thì nó có một cái ưu điểm vượt trội, đó là team fan cứng thì mẹ nhận được thông báo livestream. Thế là comment và share tất cả các bài livestream của thầy thì các em sẽ nhận được là team fan cứng. Ok? Là tiếp tục nha. Câu số 3 nào, các em comment đáp án thế nào. Nay full lý thuyết, chính xác là anh nay chiến full lý thuyết. Xong là buổi sau. Buổi sau là mình sẽ xong rồi sang buổi sau là mình sẽ chiến cái khác. Sang buổi sau là mình sẽ chiến về cái carbohydrate. Tối chủ nhật tuần này là mình sẽ chiến carbohydrate. Nào, câu số 3, chất nào sau đây khi đun nóng, khi đun nóng với dung dịch NaOH cho sản phẩm của anhydr. Câu này cực kỳ hay luôn. Đun nóng với dung dịch NaOH mà lại cho mình có sản phẩm là anhydr. Này phun lý thuyết chính xác. Anhydr giờ mình phải viết. Anh này thủy phân trong NaOH thì thu được CH3CONa. Thì viết phương trình chúng ta nhìn nhá. Cộng với anh này là thu được ceton rồi. CH3CO CH3 vớt, không phải anhydr đúng không? Vớt A. Ý B này. Câu này rất là khó. Nhiều bạn là bị làm nhầm. Các em có nhìn thấy rõ không? Các em xem video livestream này có rõ không? Có nét không? Có sắc nét không? Ổn không các em? Chắc ổn. Nào, tiếp tục like thiệt chứ còn gì nữa. Thầy nói là làm, Lê Thị Lan Phương ạ. Nói là làm. Các em cứ share, bình luận của thầy theo dõi để thầy Việt Nam nói là làm. Nào, mình có CH3COCH nối đôi CH CH3. Thì anh này thì phân thu được
CH3COONa cộng với CH3CH2CHO anhít. Được chưa? Vậy đáp án đúng mình là đáp án B bỏ. Được chưa? Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Thằng C này chỉ thu được ancol thôi, C2H5OH. Thằng D này thu được ancol anilic nhá, phải viết ancol rồi. Ancol thằng C này, C2H5OH. Mình viết ancol thằng D này, CH2 nối đôi CH2OH. Ừ, cái bàn này hơi bị rung. Thầy mới đổi bàn mà. Mai chỉnh lại cái bàn này cho đỡ bị rung nhá. Yên tâm. Đây là test thử bàn thôi. Câu số 4, câu số 4 là câu bài tập, bỏ qua. Mình chữa full lý thuyết mà. Câu số 5. Câu số 5, câu ở trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Đây là thầy đang chữa chuỗi các câu este lý thuyết trong đề thi đại học các năm và đề Trung học phổ thông quốc gia các năm. Được chưa? Ở trong cái đề này thì cực kỳ hay. Đây là quyển sách mà do thầy tuyển tập nên nhá, dành cho tất cả các bạn và các em. Ok. Các em giúp thầy share video livestream lại về tường, đồng tác tất cả các bạn của các em vào trong video livestream của mình. Sau đó là tổ chức xem chung ở trong tất cả các nhóm các em làm thành viên giúp thầy. Nào, mình có câu số 5 nào. Chất béo là trieste của axit béo với gì? Chất béo là trieste của axit béo với gì? Wow. Bạn Thanh Hùng. Đấy, có rất nhiều bạn comment chính xác ngay từ đầu. Ok. Học như vậy thì mình mới trâu được nhá. Những thanh niên nào chưa xe thì xe lại nhanh đi, bởi vì đây những câu này chúng ta sẽ gặp rất là nhiều trong bài kiểm tra đầu tiên chúng ta. Bài kiểm tra đầu tiên ở trên trường. Bài kiểm tra đầu tiên là bài mang tên về este nhá. Ok, mình có nào. Câu số 5, chất béo là trieste của axit béo với gì? Với glycerol. Chính xác theo định nghĩa đấy, chất béo là trieste của glycerol và các gốc axit béo, đúng không? Mình câu số 6 là câu về mặt bài tập rồi nên bỏ, mình sang câu số 7 nào. Câu số 7 nào. Giúp thầy tác tất cả các bạn của em mất gốc sợ este vào đây nhá. Vừa nãy thầy hỏi là có rất nhiều bạn sợ este đấy, thì với hôm nay chúng ta cân hết, không sợ este gì hết. Các em giúp thầy share vào trong các nhóm, Lan Anh share vào trong nhóm vào về nhóm nhà mình ấy, về nhóm Lan VIP giúp thầy nhá. Câu số 7 nào. Câu số 7 nào. Số este công thức phân tử C4H8O2 thủy phân trong môi trường axit thì thuộc axit formic. Cái này bây giờ thầy sử dụng skin. Skin kinh điển này. Thế thì trước khi sử dụng skin kinh điển của thầy thì thầy diễn cho các em biết xem là các bạn và các thầy cô khác thì giải như nào. À, thủy phân thuộc axit formic vậy nó phải đầu HCO. HCO vậy nó chỉ có anh này thôi. HCO CH2 CH2 CH3. Ok, Lan Anh bị chặn xe á, khổ thân. HCOO CH CH3 CH3 vậy là chỉ có 2, mà thường các bạn phải viết hết như này. Thế nhưng đối với team của thầy thì khác biệt. Team thầy khác biệt. Rồi nhìn này, R1 cộng R2. Nhìn tin thầy làm nhá. R1 cộng R2 thì bằng 3. Mà axit formic là đầu 0. 0 cộng 3. 0, 1, 2 chỉ có 1. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3, 4, 2. Sao lại mờ được Nguyễn Tiến Quang? Các em theo dõi video live stream thầy có bị mờ không? Sao bạn Quang bạn đang kêu mờ này? Những bạn nào kêu mờ thì chấm ngay để thầy biết nào. Sao không có mình bạn Quang kêu mờ chứ nhở? Vậy mình có này. 1 x 2 bằng 2. Đấy, skin thầy rất kinh. Vậy suy ra có 2 đồng phân. Được chưa? Viết ra cũng có 2. Mà skin thầy cũng có 2 luôn. Chiến thẳng luôn, ăn chặt luôn, khủng luôn, level map luôn. Các em hiểu chưa? Đấy nhá, bạn nào ok, mờ chân kỳ cũng mờ. Tự nhiên nó vậy á. Bây giờ bị mờ luôn á. Tắt game đi. Tự nhiên vậy á? Bây giờ còn mờ không các em? Giờ còn mờ không các em? Giờ còn mờ. Để thầy chỉnh lại một chút, các em thoát ra vào lại cho nào. Các em thoát ra vào lại cho nào. Các em thoát ra xong vào mạng lúc mờ lúc rõ không? Nay đổi máy xịn rồi, làm sao mà mờ nữa nhỉ? Nay đổi máy xịn rồi. Nào mình sang câu số 8. Con mờ không? Không à? Ở đấy bây giờ các bạn Thảo không mờ rồi. Làm sao mà còn lúc rõ lúc mờ nữa nhỉ? Hay do đường truyền, chắc do bão. Ok, mưa bão thì nằm ở nhà livestream của các em. Nào mình có sang câu số 8. Nào mình có sang câu số 8 nào. STX có công thức phân tử C8H8O2. Đây đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 này này. Đây là đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 này. Được chưa? STX có công thức phân tử là C8H8. Do mạng á, không mạnh là thầy mạng xịn lắm, sao mờ được. Thanh niên nào chưa xem video livestream lại về tường thì xem lại về tường nhá. Được rồi, ok. Câu số 8 nào. Đây STX Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. STX có công thức phân tử là C8H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có hai muối. Đây. Từ này từ chuẩn này.
sản phẩm có hai múi, được chưa? Sản phẩm có hai múi. Thế thì để mà thu được sản phẩm có hai múi thì số công thức cấu tạo của x được rồi, ok. Lúc mờ lúc rõ vẫn nhiêu nọ đâu, thì tính nét căng. Các em phải thoát ra vào lại xem. Thầy thấy bây giờ của thầy là nét căng luôn đấy. Nào mình có này, thu được hai múi, vậy khi và chỉ khi nó là este của phenol, nó là este của phenol. Ờ bị rung là do cái bàn đấy. Mai thì làm cái kem khác là nó hết rung nhá. Nào mình có này, este của phenol, vậy C8H8O2 có bao nhiêu este của phenol? Đa số các bạn sẽ bị nhầm thế này, HCOO này, C6H4 này, CH2 là 1, đúng không? CH3COO, C6H5 là 2, và đa số bạn chọn 2, đúng chưa? Thầy tưởng các em thích rung, chọn 2 là chết, bởi vì riêng thằng 1 này này, thầy vẽ cho chúng ta nhìn, nó còn một thằng sau này, HCOO, CH2, CH3 cắm vào các nhóm nha. CH3 cắm các nhóm, vị trí đều vị trí số 1, vị trí số 2, vị trí số 3. Thế nên đây là có 3 đồng phân cơ. 1, 2, 3 đồng phân. Cộng với đồng phân này đồng phân số 4. Vậy tổng cộng nó phải có 4 đồng phân nhá. Đề số 1 nhá Quân nhá. Đề số 1 trang 27. Đề số 1 trang 27. Thầy tưởng tụi em ư, đúng rồi. Đáp án đúng là 1, 2, 3, 4. Đáp án đúng đáp án C. Ok chưa? Hiểu chưa? Đừng để bị nhầm câu này nhá. Sau này dính vào câu này nhớ chọn là có 2 thôi nhá. Đừng chọn là 4 nha. Xong nha, sang câu số 9 nha. Sang câu số 10. Đề thi đại học khối B năm 2011. Tất cả những bạn nào đang dùng sách, đã mua được sách của thầy rồi, thì mở sang trang số 28 nhá. Thầy đang chữa lại, ok. Nào, vào lại 5-6 lần vẫn vậy, thì khả năng cao do mạng nhà em rồi. Của thầy đang nét căng, căng hơn của Sony luôn. Nào mình có sang câu số 10 nào. Mình có sang câu số 10 nào. Đề đào khối B năm 2011. Đề đào khối B năm 2011. Triolin không tác dụng với chất hoặc dung dịch nào sau đây? Triolin không tác dụng với chất hoặc dung dịch nào sau đây? Các thanh niên nào chưa xem về tường thì xem này, video live stream về tường nhá. Xong rồi tag tất cả các bạn của các em vào trong video live stream và giúp thầy nào. Thầy thấy hơi bị ít xe đấy. Hơi bị buồn đấy. Hôm nay live stream kiểu đột xuất đấy. Live stream xem độ cổ vũ mình như thế nào. Xem tuần tới còn live stream nhiều. Ok. Nào mình có nào. Sang câu số 10 nè. Sang câu... Uầy, 81 bạn theo dõi. Mới có điện. Bây giờ Quân mới xem được. Quân xem là đề tường nha. Xong tác các bạn vào trong video live stream nha. Nào câu số 10 nè. Triolin không tác dụng với chất của dung dịch nào sau đây? Triolin mà không tác dụng với chất nào sau đây? Thế các em lưu ý này. Triolin là anh này. C17H33 COO. Tất cả 3 lần C3H5. Lưu ý ở trong anh C17H33 này có PCC. PCC thì đây thằng này là triolein nên là nó là este nhá. Este thì có thủy phân trong môi trường axit. Đây đề bài hỏi không này. Về loại có thủy phân. Thủy phân trong môi trường kiềm có trào quang hiếu. Có PCC nên chắc chắn là anhiro, đúng không? Loại tốt. Vậy thì chắc chắn anh triolein này không thể nào ăn CO2 lần được. Người ta đúng là đáp án B. Hello, chào Trần Ngọc Cẩm Vi. Hello, chào tất cả các bạn và các em. Hình như lớp live VIP của thầy với lại lớp live thường thì đều có rất nhiều hot girl sao nhỉ? Đúng không? Ok, nào mình xong câu số 10 rồi. Để nào khối B năm 2011. Các em bài thanh niên chưa xem lại tường thì xem lại về tường nhá. Live stream xong thầy ẩn. Ok, mình sang câu tiếp theo, câu số 12 nào. Sang câu tiếp theo, câu số 12. Đề cao đẳng năm 2011. Đề cao đẳng năm 2011. Công thức của triolin là gì? Úi dồi, vừa viết xong. Vừa viết xong các em ạ. Triolin vừa viết xong. Thế bạn nào mà thi đại học, đi thi đại học khối B năm 2011 xong lại thi cao đẳng luôn là trúng tủ luôn rồi đấy. Vừa nãy thì vừa nói là bên trong cấu trúc nó có PCC này, loại. Loại cháu này, loại cháu này. Hai người có PCC. C3H5 rồi. Giờ đếm carbon rồi. Là C17. 1 cộng 7 là 8. Cộng 1 là 9. Cộng 1 là 10. Cộng 5 là 15. Cộng 1 là 16. Vớt. Đấy chưa, có nhiều hot boy á. Chưa nhìn thấy hot boy mấy. 1 cộng 7 là 8, 8 cộng 1 là 9, 9 cộng 1 là 10, 10 cộng 7 là 17, 17 cộng 1. À đây 17 đúng không? C17 đúng luôn. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C, Lê Kim Yến hoàn toàn chính xác. Ô sao những câu ví dụ dễ này mà hình như bọn em không biết làm à? Hình như bọn em không biết làm hay sao ấy? Các em cùng comment đáp án để thầy biết là bọn em biết làm chỗ nào mà không biết làm chỗ nào để thầy còn giảng kỹ nào.
chứ dạy này dạy mình buồn lắm, dạy mình buồn lắm. Hôm nay livestream còn không đúng lịch luôn. Dạy này một mình thầy buồn lắm, thầy nói chuyện tự kỷ hơi bị buồn luôn. À, tối chủ nhật mình thi thử nhá. Tối chủ nhật mình thi thử, tối thứ hai mình live giải chữa. Ok, tối chủ nhật mình thi thử các carbohydrate đấy. Tối chủ nhật 20:30 thi thử các carbohydrate nha, nhớ đấy. Câu 14 à. Phát biểu nào sau đây là đúng? À, phát biểu nào sau đây là đúng? Đề cao đẳng năm 2012. Phát biểu nào sau đây là đúng? Nghe vẻ cũng khó nhỉ. Ok. Nào. Câu 14, phát biểu nào sau đây là đúng? Anconitilic tác dụng với dung dịch NaOH. Sai. Anconitilic làm sao ăn được NaOH được? Đúng không? Vâng. Acid béo là những acid carboxylic đơn đa chức. Sai. Phải là đơn chức chứ. Đúng chưa? Em lướt thấy thầy like em giật mình. Có gì mà giật mình? Thầy nói là làm. Nay không phải lịch, đúng rồi, chính xác. Trôi comment không sao. Ok. Ethylene glycol là ancol no đơn chức phải thở. No, nhưng nó không phải đơn chức, nó là hai chức. Đúng chưa? Este isoamin acetat mùi chuối chín, đúng. Đúng không? Những bạn nào mà thích ăn chuối thì bạn ấy phải nhớ cái nào này. Đúng không? Este isoamin acetat có mùi chuối chín, đáp án đúng đáp án D. Ok. Đấy, em gái thì đang lục tủ tìm chuối ăn. Câu 15. Câu 15. Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư đun nóng không tạo ra hai muối? Em trai thì đang đi tìm nho ăn. Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư đun nóng không tạo ra hai muối? Cả chân tử không tạo ra hai muối. Thanh niên nào chưa share video livestream lại về tường thì share video livestream lại về tường nhá. Sách này là sách trang số 29. Sách này sách trang số 29. Ok. Sách trang 29 là anh nhá. Nào, este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư không tạo ra hai muối? Ôi dễ ợt. Đây thì viết phương trình cho anh nhìn nhá. Anh này thu được C6H5CONa cộng với lại C6H5ONa, thế là hai muối còn gì nữa. Đúng không? Đứa nào muốn làm nhanh thì cứ nhìn este của phenol thì là thu được hai muối nhá. Anh này thủy phân tạo thành CH3CONa cộng với lại C6H5ONa cũng cộng nước tiếp. Vậy là hai muối tiếp. Đúng chưa? Thế anh này thu này, anh này thu được. Là chéo và chéo phát thì thu được CH3CONa cộng với lại CH5CONa cũng hai muối nốt. Vậy chắc chắn anh này chỉ thu được muối. Chính xác, này chỉ thu được một muối luôn. CONa tất cả hai lần. Ok. Ok, hiểu chưa các em? Dễ ợt. Đúng không? Đấy, học hành thầy Minh nó phải dã man, kinh khủng, tàn bạo, vô nhân đạo. Ok, mình sang câu số 16. Khi lên lớp chúng ta phải chọn đáp án cho cả thầy cô và tất cả các bạn trên lớp trầm trồ, sấp mặt luôn. Bạn nào share video livestream lại về tường xong rồi tag các bạn vào trong video livestream giúp thầy, với thầy vẫn nhìn thấy tỉ tỉ ti nhà thầy vẫn đang đi comment dạo này. Bạn nào lôi giúp thầy bạn tỉ ti vào đây đấy, thấy tỉ ti vẫn đang đi comment dạo trên đua thầy và không biết là thầy đang livestream. Khổ thế, bật cái xem chung rồi chúng nó cũng không nhìn thấy mình livestream nữa. Chán thật. Tỉ tỉ ti đâu rồi, ới các thầy xem nào. Ok, vô nhân đạo, chính xác. Nào mình có sang tiếp nào. Câu số 16 đáp án gì? Đề nào khối B năm 2007. Xem mãnh liệt vào. Hơi bị đuối. Thế này làm sao mà có động lực để mà livestream tiếp cho mà đến cuối năm được. Đúng không? Cuối năm. Nào câu 16 nào. Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2. Không nghe mất quyền lợi Lan Anh ạ. C4H8O2 với sulfat acid là cộng với nước. Mũi tên hai chiều nha, lưu ý nha, thủy phân trong môi trường axit nó là thủy phân hai chiều nha. Được chưa? Phản ứng thuận nghịch đấy, thu ra hai sản phẩm hữu cơ X và Y. X và Y. Lưu ý cho thầy muốn từ từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Nhớ chưa? Nhìn rõ cái từ đấy nha, từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Do là từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y nên tương đương với việc là XY có cùng số carbon, X và Y có cùng số carbon. Do X và Y có cùng số carbon nên chắc chắn 100% anh này phải là CH3COOCH5. Các em hiểu chưa? Bởi vì anh này thủy phân ra tạo thành là thủy phân trong môi trường nước thì thu được CH3COOH cộng với lại C2H5OH. Thì có phải là từ thằng, sorry chỗ này ghi độ rồi, đây thằng này X, thằng này Y, có phải CH5OH thì oxy không hoàn toàn, oxy hóa không hoàn toàn thu được CH3COH rồi. Và đáp án đúng chúng ta là đáp án vậy X. Úi dồi, mấy câu này rất nhiều đứa ngu chọn etinacetat là chết. Mày thế. Chất thiếu cơ X em ạ. X điều chế trực tiếp là Y. Vậy X chúng ta phải là gì? CH5OH nha. X CH5OH phải là D. Rượu etylic thì nhìn thấy ối đã bị lừa.
lừa sấp mặt luôn, khổ thân. Các thanh niên bị lừa, bị ông Minh Vlog lừa cho sấp mặt. Sao không? Sang câu 17 để khối B năm 2018 mà câu này là một câu bài tập rồi. Mình sang câu 18 à. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2. Thế là nói như nói là tối nay là chúng ta chủ yếu chữa phun lý thuyết. Liệu ethylic chính xác? Tối nay là thầy chỉ chữa phun lý thuyết thôi các em ạ. Nha, Pô Thị Vy. Xem video livestream này về tường xong rồi tát tất cả các bạn vào trong video livestream. Hôm nay thầy chỉ live về lý thuyết thôi. Lý thuyết cho nó khủng. Hôm nay Hà Nội mưa to, hôm nay Hà Nội mưa bão, đón bão về Hà Nội nên là chúng ta sẽ livestream về lý thuyết. Lịch học là thứ hai và thứ tư cố định. Lịch học là thứ hai và thứ tư cố định. Ok. Mình có nhá, sang câu 18. Ui giời, cái này bây giờ mình chấm một cái và xem ngay cái liêu. Sách thầy hay quá đúng không? Sách thầy lúc nào cũng hay, Nguyễn Thị Linh ạ. Thank you em. Nào mình có này, câu 18, số đồng phân este ứng công thức phân tử C4H8O2. Bây giờ mình sử dụng cái skin Minh Mia lên. À, mình có R1 cộng R2 bằng 3, skin độc luôn. Rất nhiều thầy cô đăng ký khoa học của thầy và dạy cho rất nhiều học sinh các cái chiêu này của thầy. Mình có 0 cộng 3 bằng 3, 1 cộng 2 bằng 3, 2 cộng 1 bằng 3, đúng không? 0, 1, 2 chỉ có 1, 3 có 2, 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1, 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4, đúng không? Để bài hỏi đồng phân este đấy, chúng thầy vừa lộ là một cái chiêu este nữa, đúng không? Vậy tổng cộng mình có 4 đồng phân este. Ok. M này chắc là do tay thầy đấy. Máy xịn quá nên nó lấy nét tay thầy. Sorry các em, nay thầy lấy iPhone X live stream để cho nó không bị mờ như mấy hôm trước nữa. Ai ngờ đâu nó vẫn bị mờ bởi vì nó nhận diện vân tay. Nó thấy vân tay người dùng. 4. Ok. Xong nhá. Hiểu chưa? Mình sang câu 20 này. Câu 20 này. Tổng số chất hữu cơ mạch hở có cùng công thức phân tử C2H4O2 này. À, câu này nghe phải khó phết nhỉ. Ui, câu này ối nó làm sao. Tổng số hợp chất hữu cơ mạch hở có cùng công thức phân tử C2H4O2. Đúng rồi, nay lấy iPhone X line. Nay không lấy 7 plus line, nay lấy X line. X line cho mấy các em được nét căng. Nét căng hơn Sony. 7 plus bất góc. 7 plus để chơi game. Các em có thể hỏi thì các em đang chơi game gì? Để Tết có gì được nghỉ Tết, thầy nằm nhà thì chơi game với các em. Lập team chơi game. Nghỉ Tết sẽ lập team chơi game. Nào, câu 20 nè. Tổng số hợp chất hữu cơ cùng công thức phân tử C2H4O2. Xem nhá. Ồ, C2H4O2 nhìn nhá. CH3COOH là một cháo. Nhìn rõ chưa? Thầy nghèo anh em. Trường Sơn chưa nhận được sách à? Có chị gọi điện đến cho em chưa? 2 này. HCOOCH3 này. Và nhiều bạn chỉ dừng lại ở 2 thôi. Dừng lại là 2 là chết rồi. Trường Sơn à? Có chị nào gọi điện cho em chưa? Nào tiếp tục là cuối cùng này. Cuối cùng này, cuối cùng này. Là CH2OHCHO3. Ok chưa? Được chưa? Vậy tổng cộng là có 3. Thầy tưởng là chơi game mới có người yêu ở Lan Anh. Tóc. À đứa nào nó chơi tóc gì ấy. Huy Nguyễn Dinh. Ok. Tết cày thử. Lo gì? À ừ, chị gọi rồi thì chắc chắn em nhận được rồi thôi. Chỉ sợ là những bạn nào mà đăng ký sách mà chưa được chị gọi thì sẽ không nhận được nhá. Có nhiều bạn là đăng ký sách của thầy trong bùng sách là bị cho blacklist. Thầy nhớ như có một bạn hay sao ấy, đăng ký sách trong bùng sách, shipper đến nhà. Shipper đến nhà nhưng mà sau đó rồi là lại không thấy nhận. Thế là sau đó là ok. Thôi, cho blacklist luôn, cả cuộc đời không bao giờ được mua sách của thầy nữa. PUBG, ok. He he. Tết này cày PUBG nhá, để yên thấy đi học nghề. Câu 23 đó. Nào. 23. Hai chất XY có cùng công thức phân tử C2H4O2. Chất X phản ứng được với kim loại natri và tham gia phản ứng trắng bạc. Nào, bây giờ thầy giảng chậm chậm thôi. Chết rồi, nhiều đứa nó kêu thầy giảng chậm quá. Bây giờ giảng chậm lại cho cả lớp cùng nghe nhá. Thanh niên nào muốn nghe chậm thì xe lại về tường nhá. Xong rồi tác mấy đứa mất gốc vào đây nhá. Thanh niên nào muốn nghe chậm thì xe lại về tường, xong tác mấy đứa mất gốc vào đây. Ok. Pết thấy comment đúng không? Chắc là mấy anh chị đệ của đây. 100 xe. Ôi trời đất ơi, 100 xe. Năm nay 2K2 đuối quá. Năm ngoái 2K1 đến đây giờ là 4-500 xe. Trời đất ạ. Câu 23 nào. Chất X có cùng công thức phân tử CH4O2.
Khó phết nhờ. Chất X phản ứng được kim loại natri, xem nhá, đây chất X phản ứng natri này, OH phản ứng natri, thằng này không ăn được natri vớt, thằng này COH ăn natri, thằng này không ăn được natri vớt, được chưa? Vậy mình chỉ còn A và C thôi. Ui, Quang Hiếu gọi cả người yêu Tuyết Lisa vào học và tham gia phản ứng trắng bạc, cả hai cháu này đều, à cháu này trắng bạc, cháu này không trắng bạc, vớt nốt, đáp án đúng là văn A. Trời đất dễ ẩn, yo, đề cao đẳng nó 2/10 này, dễ không em? Quá dễ, dễ hơn cả mà. Dễ hơn cả ăn cháo, đúng không? Bao nhiêu bạn nam trong video livestream mà đã được ăn cháo không? Chấm tay phát thể biết, chấm mút cái thể biết. Bao nhiêu bạn đã được ăn cháo? Ok. Nào mình sang câu tiếp nào. Câu số 24 này. Bao nhiêu bạn đã được ăn cháo comment để xem nào. Để mà thầy còn giúp đỡ em mất nụ hôn đầu tiên trước năm 18 tuổi. Câu 74. Hay là đây chú thầy chưa bị mất nụ hôn đầu năm 18 tuổi. Cổ thân. Đang khóc thầm. Nay trời mưa quá. Mấy em nữa làm xong cái cam quay mặt thì cho các em nhìn đại gia đình nhà thầy. Ok. Nào câu 24. Cho phương trình hóa học. Cho phương trình hóa học chất X là. Câu này khó phết. À, Quang Hiếu chưa mất hôn đầu á. Khổ á. Lan Anh cũng chưa mất à. Chết giờ. Huy Nguyễn được một lần hôn. Khổ thân. Thầy chưa bị mất hôn đầu thế mới khổ. Vẫn còn nguyên tem môi đến giờ. Hello Lan Anh. Câu 24 nào, cho phương trình hóa học. Cho phương trình hóa học chất X là, chiếm gió vừa vừa rồi. À, tối thứ hai, tối thứ tư ấy nhá, 20:30. Ok, An Nguyễn mất rồi, khổ thân mất cái gì rồi em. Nào ta có. Nào ta có nào, Bảo Toàn nhá, nhìn kỹ thấy Bảo Toàn này. Bảo Toàn carbon này. 2 carbon cộng 1 carbon cộng 1 carbon, 4 carbon. 4 carbon mà chia cho 2 thì còn 2 carbon và chất X của 2 carbon. Nhìn chưa? Chất X của 2 carbon, thằng này có 4 carbon vớt. Thằng này có 3 carbon vớt. Thằng này có 2 carbon được. Thằng này có 2 carbon được. Đúng chưa? Thế nhìn tiếp này. Bảo toàn natri bên này có 2 natri rồi. Vậy chắc chắn là thằng X này phải có kali. Vậy loại nốt, đáp án đúng đáp án C. Ôi tâm hồn tôi. A ha ha. Nào. Tiếp tục nào. Xong nhá, các em hiểu câu 24 chưa? Đề đào khối B năm 2012. Rất dễ. Ok, tiếp tục nhá. Mình sang câu 26. 26 chất chơi tí thôi. 26 đòi hỏi chất chơi tí. Đòi hỏi mà múa quạt tí. Xem múa quạt được không? Tôi vẫn không tin thầy vẫn chưa mất. Ui. Nào mình có nào. Câu 26 đề đào khối B năm 2010. Đề đại học khối B năm 2010. Các chất, số chất có khả năng làm mất màu nước brom. Nào, các chất có khả năng làm mất màu nước brom. Bôn kim, thanh hùng giảng lại 24 em. Đây, nói 24 cho nhìn nha. Dễ ợt, dễ hơn cả húp cháo nhá. Những bạn nào húp cháo nào biết, thầy không biết thì chúng nó bảo húp cháo dễ. Đối với thầy thì khó. Nào, mình có này nhìn này. 2 carbon cộng với 1 carbon cộng 1 carbon 4 carbon. Ok chưa? 4 carbon bên này phải chia cho 2 nhá. Thì còn 2 carbon. Thằng này có bao gồm 3 carbon vứt này. Thằng này có 3 carbon vứt này. Được chưa? Vậy còn 2 thằng này có 2 carbon, ok. Tiếp tục này, nốt này. Nhìn nhá. Natri này. Thằng này có 2 natri, thằng này có 2 natri, ok rồi vứt. Được chưa? Thằng này có 2 kali, chia cho 2 thì có 1 kali. Vậy lấy C. Ok. Trần Duy Anh à? Mở, thầy có thấy mở đâu. Em thử thoát ra vào lại mạng là Trần Duy Anh rồi. Trần Duy Anh từ nãy giờ toàn kêu mở. Cái gì? Cái gì? Bôn kim bảo gì? À đẹp trai hấp cháo. Lại còn có cả mà kiểu đẹp trai hấp được cháo à? Thầy không biết kiểu đấy luôn. Hôm nào dạy thầy nhé. M, Hà Phương Cao mở. Thoát ra vào lại là nét căng. À, xe lại về tường là nét căng. Chắc chắn luôn. Cái này mà thấy mấy đứa nó bảo rồi. Không biết nó có lừa thì không. Thầy thì hay cả tin. Dễ bị lừa. Nào mình có câu 26. Câu 26. Thôi quay trở lại tí. Không chém gió nữa. Chém gió chúng nó lại kêu thầy suốt ngày chỉ có chém gió. Nào, số chất khả năng là mất màu nước brom. Thế lưu ý này. À, hello Trang Trần, thầy có bán sách Machiko Đông nhá. Còn à, tối thứ hai và tối thứ tư 20:30 học. Ok, ừ thầy mà chém gió làm sao thắng được. Nào, cho các chất, số chất có khả năng là mất màu nước brom là etin acetat là CH3COOC2H5. Ok. Thằng này vẫn bình thường chẳng vấn đề cả. Acid adipic nào. HOOC. Ui vẽ nhiều quá, nhiều ô quá. HOOC 1 2 3 4 5 6 OOH.
Thằng này không biết mà Brom đâu. Có nội đồ CC đâu mà mất. Acid and Vic có mất đồ CC đâu mà mất. Đúng chưa? Còn nội hôn đầu đâu mà mất. Metin Acrylat này. Acrylat đây, cháu này. Đây em nhìn thấy chưa? Con ôn đâu đấy, con nối đôi CC đấy, mất là cái chắc chắn. Mất. Vinin acetat. CH3COO CH nối đôi CH2 mất, đúng không? Con nối đôi CC là mất. Ok chưa? Ui, chúng ta lại còn hello một bạn tên Nhật Bản. Hôm nay chúng ta có cả một bạn bên Nhật Bổn vào xem. Không biết tên bạn là gì. Ừ, hôm nay hết đau họng rồi, tí vào live VIP luôn. Thế mới trâu. Alin format HCOO C. Cái gì nhỉ? C nối đôi C, có nối đôi CC lại mất màu brom. Được chưa? Vậy mình có những anh này là mất màu brom này. 1 2 3 cháu, ba cái cuối chính xác. Hiền Nga, đáp án đúng đáp án D. Ok. Mình đang đi tìm lý thuyết kìa. Mình đang đi tìm lý thuyết. À, sang có 31 nhá. 31 26D đúng chính xác. Mở chi nhánh gần em ra chợ giảng. Ok, gần đâu em? Petit là gì? Thầy không biết. Ok. Nào mình có này, sang câu 31. 31. Công thức cấu tạo của x thỏa mãn sơ đồ cho u. Câu này nghe vẻ sợ ấy. Câu này nghe vẻ kinh điển đấy. Ít đứa làm được câu này lắm, mà đứa nào xem đến cuối câu này còn khủng nữa. Nhìn nhá. Thầy nhìn này. Thằng này có 2 carbon. Chắc chắn thằng này có 2 carbon. Dễ ọt. Thằng này chắc chắn là trận này có 2 carbon rồi. Vậy thằng này cũng có 2 carbon. Thủy phân trong môi trường nào mà thu được 2 carbon. Nhìn nhá. Cháu này thủy phân này. CH2 nối đôi CHCOONA cộng với lại CH3OH không có 2 carbon, thằng này 3, thằng này 1. Vớt. Bill chính à? Quên rồi em ạ. Quên rồi, chúng ta không là gì của nhau, ai mà em không share. Không share video livestream thì là quên luôn. Cứ đứa nào không xem video livestream nó quên tên luôn. Chúng ta không là gì của nhau luôn. Xe thì nhớ CH3COONA cộng với lại C2H5OH. Được chưa? Được chưa? Nhưng mà khổ nỗi này. Thằng này 2 carbon, thằng này 2 carbon. Khổ nỗi cả hai này trắng, thằng nào trắng bạc. Đấy, yêu công nghĩ trắng bạc. Đúng chưa? Thế là vớt. Được chưa? Tiếp tục nha, còn hàng dưới. Anh này thủy phân thành HCONA. Anh ấy thu được là C3H7OH. Thằng này không trắng bạc nhưng thằng này trắng bạc. Thằng này trắng bạc nhưng chỉ có một carbon thôi. Vượt tiệp. Không xe là quên luôn. Ok, tiếp tục câu C. CH3COONA cộng với lại CH3CHO. Đấy, cháu này không trắng bạc nhưng cháu này trắng bạc. Cháu này trắng bạc và thỏa mãn 2 carbon. Vậy ok, lấy luôn. Lấy luôn, đớp luôn. Dễ. Ok, xong. Xong nha các em nha. Dễ à. Có gì đâu. Đơn giản. 33 này. Đề cao đẳng năm 2012. Cho phát biểu sau. Cho các phát biểu xong bên này đọc ké tí. Phát biểu đúng là. Ui, xem phát biểu nào đúng em ơi. Câu 33. Nào câu 33. Tất cả các anhít. Tất cả các anhít. Nào các em comment đáp án xem này. Ok, đúng rồi, buổi này chỉ mỗi phần lý thuyết thôi các em ạ. Buổi này chúng ta chỉ chiến mỗi lý thuyết thôi. Buổi này chúng ta cân lý thuyết. Khó quá. 33 này. Cho phát biểu, tất cả các anhít đều có cả tính oxo tính khử. Cái này chính xác, 1 đúng. 2, tất cả các axit carboxylic đều không tham gia phản ứng trắng bạc. Sai. HCOOH vẫn tham gia phản ứng trắng bạc. Phản ứng thủy phân ete trong môi trường axit phản ứng thuận nghịch đúng. 13 đúng rồi. 13 đúng, nhớ bên này nhá. 13 đúng nhá. Ô, thanh niên nào chưa xe lại về tường nhá. Xe này về tường nhá.
tất cả các ancol no ra trước đều hòa tan ở CO2 một lần. Tất cả các ancol no ra trước đều hòa tan được CO2 một lần. Cái này sai nốt bởi vì nó phải là gì? Kè, thiếu từ kè. Vậy là 1 và 3. C. Đúng. Ok. Dễ hơn đọt. Đúng không? Nào, mình sang câu 37. Câu 37 về mỡ. Ui, cái này các bạn nữ thích mỡ lắm. Các bạn nữ từ từ thích mỡ. Rất thích mỡ. Đúng không? Câu 37 này. Khi cho một ít mỡ lợn. Khi cho một ít mỡ lợn. Sau khi rán. Giả sử này thầy không hiểu tại sao bọn con gái nó ghét, rất ghét bị gọi là béo nhỉ. Thầy không hiểu. Bạn nào giải thích cho thầy ý. Bạn nào nữ lớp mình giải thích cho thầy ý. 37. Khi cho một ít mỡ lợn sau khi rán, giả sử là triglycerin vào bát sứ đựng dung dịch nào, sau đun nóng khuấy đều hỗn hợp một thời gian, những hiện tượng nào xảy ra? Miếng mỡ nổi không thay đổi gì trong quá trình đun nóng mà khuấy sai tùy phân được vứt vẩn. Miếng mỡ chìm xuống sau đó tan dần. Mỡ thì không bao giờ chìm, mỡ phải nổi. Miếng mỡ nổi sau đó tan dần, không tan là chết. Vậy là sẽ dễ ổn. Hiểu không em? Xong nha. Xong tờ. Thích mỡ chứ, ăn mỡ ông ngậy béo xuống phê ngậy tận óc. Rồi sang lý thuyết đề số 03 nào. Nào sang đề số 03. Câu dễ hợt gì đâu. Đề số 03 câu số 1. Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi có chất tăng dần? Ai lớp mỡ đấy. Các em thấy không, bọn con gái cứ ghét mỡ nhưng bọn con trai thằng nào thích mỡ hết. Sự thật luôn. Thế vì vậy nên là suy ra để có nhiều các bạn nam thích thì chúng ta nên phải cực kỳ béo. Béo không phải là tội mà sự vượt trội về thể xác. Câu này hay quá. Like. Câu này thì phải ghim ra bình luận. Xin lỗi cả nhà. Béo không phải là tội mà sự vượt trội mặt thể xác. Ok. Hãy like cho bạn Huy Nguyễn Tình. Trời đất ơi, câu này hay đấy. Câu số 1, dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi? Các em chụp lại ảnh cho thầy cái buổi livestream này với cái câu này của bạn nhé, tí về thầy đăng lên tin. Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi có chất tăng dần? Thế ở đây cuối cùng phải là thằng axit đúng không? Ô thanh niên nào chưa xe về tường đi, sao đang tụt view này? Như độ này đuối quá. Hình như đi chơi gấu hết à? Trời lạnh đi chơi gấu à? Chắc trời lạnh đi chơi gấu hết rồi. Ui, like như điên giờ mà được 117 xe, chắc các em không thích thầy like rồi. Thôi, tắt like cho em đi ngủ. Đi ngủ cho khỏe. Ok, câu số 1. Dãy chất nào sau đây sắp xếp theo chiều cả nhiệt độ sôi có chất tăng dần? Mà đứng cuối cùng phải là axit nhá. Đứng cuối cùng phải là axit. Thế nhìn thằng ete vứt ancol vứt ete vứt ra bằng đúng đáp án dề luôn. Dễ ở nọt. Đầu tiên là ete này, xong này ancol này, xong này axit nhá. Đáp án đúng là đáp án dề. Đấy. Béo không phải là cái tội sự vượt trội về thể xác, thể hình hay hơn. Ok, sang câu số 2 nào. Sang câu số 2. Tại vì ít xe ấy. Ít xe phải đi ngủ. Câu số 2 ít comment nó luôn. Câu số 2, phản ứng tương tác của ancol và axit carboxylic có tên gọi là gì? Phản ứng tương tác giữa ancol và axit carboxylic á, tên gọi nó là gì? Tương tác giữa ancol và axit carboxylic à? Thế là hai thằng đớp nhau, ete hóa. Quên mất chữ A đấy. Gõ thiếu, thông cảm. Câu số 3. Phát biểu nào sau đây là đúng? Thanh niên nào chưa share video livestream của thầy về tường thì share giúp thầy video livestream lại về tường nha. Thank you cả nhà. Ok. Nào. Câu số. Hello Trung Tony. Chào em. Lâu lắm mới gặp thầy lại, chắc là tại vì em lên vào ngày hôm nay thì không bao giờ gặp đâu. Hôm nay là tự nhiên trời mưa, thầy không phải dạy off mà thầy về live cùng các em thôi. Câu số 3. Phản ứng thủy phân ET trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch, cái này chính xác. Đúng không? Môi trường axit thuận nghịch đúng không? Tất cả ET phản ứng dùi kiềm thu được sản phẩm muối và ancol là sai, nó còn anhít, đúng không? Nó còn ceton sai. Phản ứng axit và ancol có mặt 24 đặc là phản ứng một chiều. Cái này sai, phải phản ứng hai chiều. Sai tiếp. Thủy phân chất béo luôn thu được C2H4OH hai lần, sai nốt, đúng không? Ok. Đó, mình sang câu số 5 nào. Lý thuyết nào, câu số 5 nào. Like thứ 2 và like thứ 4 em nhá. Like thứ 2, like chuẩn là like thứ 2, like thứ 4, 20:30 nhá. Like chuẩn là like thứ 2 và like thứ 4, 20:30. Nhớ chia sẻ video live stream lại về tường, xong rồi tag tất cả các bạn vào trong video live stream. Nào, mình có câu số 5. Một ETE công thức phân tử C4H8O2 khi thủy phân trong môi trường axit thuộc ancol ethylic. Đúng rồi, đây test lần 1 tỉnh luôn. Thu được
Anconilic, anh này thu được C3H7OH. Không phải Anconilic vớt, anh này thu được CH3OH. Ancometic vớt, anh này thu được C2H5OH. Vớt nốt. À không, sorry, Anconilic lấy nhầm. D. Ok. Mình sang câu số 6 nào. Mình sang câu số 6 nào các em. Ok, tiếp tục nào. Mình sang câu số 6. Số 6 đáp án gì đây nhỉ cả nhà? Số 6 đáp án gì? Một ete có công thức phân tử C3H6O2 có phản ứng trắng gương với AgNO3 trong NH3. Công thức cấu tạo của ete trong đó là, ui câu này rất là hay. Đúng rồi, làm đề của thầy một lần là nhớ đúng chính xác. Thì livestream này là livestream full lý thuyết thôi, để cho các bạn cùng theo dõi kỹ thôi nhá. Đọng quá đi. Nào câu số 6. Một ete có công thức phân tử là C3H6O2, công thức thằng này là C4 rồi, vượt. Thằng này C4 vượt tiếp. Thằng này C3 được, thằng này C3 được. Phản ứng trắng gương với AgNO3 trong NH3. Vậy nó phải là HCO. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án B bỏ. Rất là dễ luôn. Câu số 7 nào. Câu số 7 nào cả nhà. Số 7 đáp án gì? Số 7 khi đun nóng chất béo với H24 loãng. Khi đun nóng chất béo với H2SO4 loãng. Đun nóng chất béo với H2S4 loãng à? Khó phết nhờ. Khó ấy. Biết tại sao khó không? Cực kỳ khó luôn. Nào câu số 7. Khi đun nóng chất béo với H24 loãng thì thu được gì? Glycerol, chú ý H24 loãng là thủy phân trong môi trường axit nhá. Thì mình thu được glycerol. Và ủa? Trung Tony này. Năm rồi coi video trên YouTube với xem live thầy được 2 tháng cuối, đậu được Đại học Y Dược Cần Thơ. Trời đất ơi. Bạn này trâu vết nhở. Cảm ơn Trung Tony, người theo dõi mốc quan trọng. Đấy, lại có một thanh niên nội y, nói chung tim học thầy thì thầy toàn là đỗ thôi. Đúng rồi, câu 7 thầy lừa rồi. Đấy, các em thấy không, các anh chị cứ theo dõi livestream thầy liên tục, xem video livestream thầy liên tục, như anh Trung Tony này là đỗ Đại học Y chuyện bình thường. H24 loãng thì chắc chắn thu được glycerol, nhưng không thể là acid carboxylic được, không phải muốn natri mà là cái glycerol và acid béo nha. Ok, cảm ơn này. Ok, thank you em. Nào, mình có sang câu tiếp. Lý thuyết câu số 11. Câu số 11. Để biết. Ui. Sống rồi. Câu số 11. Để biến một số dầu thành mỡ rắn hoặc bơ nhân tạo, người ta thực hiện quá trình nào sau đây? Những bạn nào mà muốn đăng ký mua sách thì đăng ký vào cái link ở dưới nhá. Sách của thầy sắp hết rồi đấy. Nào. Câu số 11. Để biến một số dầu ăn thành mỡ rắn hoặc bơ nhân tạo thì người ta thực hiện phản ứng nào sau đây? Hydro hóa nhá. Hydro hóa. Ok chưa? Sang câu số 13 nào. Sang câu số 13 nào. 13 nào cả nhà, 13 đáp án gì nào? 13 đáp án gì nào? Xem. Comment đáp án thế nào, 13 đáp án gì? 13 sản phẩm là phản ứng ete hóa giữa anconitilic và acid acetic nha. Tạo thành sản phẩm có tên gọi là gì? Anconitilic là C2H5OH, acid acetic là CH3COH. Hai này đớp nhau thì thu được CH3COCH5. CH3COCH5 là etin acetat. Đáp án đúng mình là đáp án C. Ok. Tiếp tục sang câu 14. Phản ứng thủy phân ete trong môi trường kiềm còn được gọi là phản ứng. Phản ứng thủy phân ete trong môi trường kiềm còn được gọi là phản ứng xà phòng hóa. Đáp án đúng đáp án A. Kèm nha. Rất là dễ rồi. Mình sang câu 16 đó. Câu 16 đó. Trong hợp chất sau, hợp chất nào là chất béo? Có phép nhỉ? Trong các hợp chất sau, hợp chất nào là chất béo? Hello Lan Anh, Lan Anh rất tốt. Trong các hợp chất sau, hợp chất nào là chất béo?
Chất béo thì nó là Trieste đó, tất cả bọn này đều là Trieste, huyết quỷ, nghe tên sợ phết. Huyết quỷ Trieste của glycerol và các gốc axit béo. Thằng này không phải gốc axit béo, thằng này không, thằng này không. Thằng này là gốc axit béo này. Tên anh này là gì? Tri lin olein. Các em nhá. Anh này là tri lin olein. Đáp án đúng đáp án D. Ok. Mình sang câu số 17 nào. Mình sang câu số 17 nào. Đóng cửa vào lại. Không biết rồi nhưng mà anh điều hòa nó gãy bật. Câu 17. Metin propionate tên gọi hợp chất nào sau đây? Metin propionate. Metin propionate đây đuôi metin này, đây propionate này. Vậy đáp án đúng là đáp án D các em nhá. Đây đáp án đúng là đáp án D nhá. Mình sang câu tiếp theo, câu đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Câu số 19. Đấy, số xịt mũ rồi. Chất béo. Chất béo là trieste của axit béo với gì? Chất béo là trieste của axit béo với glycerol. Dễ ạ. Bích Ngọc, người theo dõi mốc quan trọng. Hello, chào em. Đấy, fan cứng hôm nay toàn fan cứng với người theo dõi mốc quan trọng. Câu 20. Đề đọc khối A năm 2007. Mệnh đề không đúng là. Mệnh đề không đúng là. Thằng này với thằng này cùng dạng đẳng á, không phải thằng này là ăn thằng này được tạo bởi từ gì? Đây này, đuôi này là đuôi đầu ra phải nối đôi này. Đề đuôi này, đuôi này, đầu axit nối đôi này. Vậy là gì? Không đúng chắc chắn là B C D đúng. Hiểu không? Ok. B C D đúng các em nhé. Đây anh này tác dụng với NaOH thu được anhít muối, anhít là CH3 CHO này. Muối là CH5 CONa này. Được chưa? Anh C này thì thu được tác dụng brom hoàn toàn đúng, có nối đôi CC mà. Anh này có thể trùng hợp, có nối đôi CC là trùng hợp được. Ngô là bắp, hello em. Hiểu chưa? Sang câu 21 nhá. Sang câu 21 nhá. Cho gly team này biết điểm danh nhá, tí mình vào học amin. 21. Cho glycerin, triiodate hay triiolein lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt. Cho nên cái thích hợp số phản ứng xảy ra. Thì viết đây nha. Triolein là C17H33COO 3 lần, C3H5. Cháu này chắc chắn không ăn nắp đi. Không ăn C4H này lần, không ăn C3OH. Dung dịch brom này. Nó có nối đôi CC. Nên nó ăn là dung dịch brom. Hiểu chưa? Nó ăn là dung dịch brom đấy. Nha. Nó ăn được dung dịch là AOH. Bởi vì nó là triiết. 1, 2. Vậy số phản ứng xảy ra là 2 nhá, 21A hoàn toàn đúng, Huy Phương Cao chính xác. Huy Nguyễn Đình chính xác. Thanh niên nào chưa share video livestream lại về tường, share thật nhanh video livestream lại về tường nhá. Xong rồi tag tất cả các bạn các em ở trong video livestream thầy giúp thầy. Ok. Share thật nhanh video livestream lại về tường. Tag tất cả các bạn ở trong video livestream. Ok, xong nhá, mình sang câu 22 nào. Hello Trịnh Thu Hiền. Hiền béo share về tường giúp thầy. Team live VIP luôn rất trâu, chính xác. Team live VIP của thầy lúc nào cũng trâu luôn. Đây tưởng thưởng team live VIP, team live VIP luôn rất trâu. Câu 22, hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử. À đây câu 22 không phải là câu lý thuyết, câu này có bài tập. 24 bài tập, 25 bài tập. Mình đang làm những câu lý thuyết. 27 bài tập, 28 bài tập. Ui, đề nhiều bài tập nhỉ. 29 bài tập, 30 bài tập, 31 lý thuyết. 31 hôm qua mới chữa rồi. Thầy mấy hôm trước là thầy đều chữa cái câu 31 này theo cách giải chậm. Bây giờ thầy chữa ra theo cách giải nhanh nhá. Thủy phân sinh ra ancol này. Phenin thì tôi ra là đây là este của phenol thì không sinh ra ancol, sinh ra hai muối. Vứt. Anilin acetat thì sinh ra ancol, anilic lấy. Metin acetat thì sinh ra ancol metilic lấy. Etin format thì sinh ra ancol etilic lấy. Một khoa học bây giờ đang giảm giá cực kỳ sâu, 250k. Một khóa học full cả năm nha. Đăng ký thật nhanh không là hết đấy, bởi vì đợt này là thầy đang giảm giá sâu cho khai giảng. Tripalmitin thì ra được glycerol lấy. Divinin oxalat thì ra được là anhydride acetic vứt. Metin benzoat thì ra được ancol methylic lấy. Vậy là một cháu, hai cháu, ba cháu, bốn cháu, năm cháu. Để giải được nhanh như vậy thì chỉ có khách duy nhất thôi, học thật nhiều để thành siêu khủng. Và học thật nhiều và học thật nhiều, học nhanh nhất để thành siêu khủng là chỉ có học thêm Mingmelin thôi. Ok. Mình sang câu tiếp theo nhá. Câu 32. Câu 32 thì đã từng chữa rồi. Hơi bị khó. Trong câu này thì chúng ta phải chú ý cho thầy này.
điểm mấu chốt ở đây là T1500 độ C nha. Hello Ngọc Như, dù sexy. Lê Văn Phong, một khoa học bây giờ chỉ còn 250k thôi em. Vậy chắc chắn là đây chỉ có phản ứng anh này thôi. CH4 này, 1500 độ C để tạo thành C2H2 cộng H2 các em nhá. Ok chưa? Không phải phun cả năm mà là cả đời. Ok. Đấy, như bạn Lan Anh nói, Lê Văn Phong ạ, không phải phun cả năm mà là cả đời. Ok. Q, để đánh Q nhá. Vậy là C2H2 ăn nước thì tạo thành CH3 CHO. Được chưa? Vậy chắc chắn một điều, Z là CH3 CHO rồi. Loại Z là CH3 CHO. Thế tiếp tục này, thằng Y thằng nào? Thằng Y thằng thủy phân là được CH3 CHO. Anh này thủy phân là CH5H vứt. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok. X và Z lần lượt là hai này. Hiểu chưa? Sang câu 33. Mình còn câu 33, câu 34, câu 35 là lý thuyết nữa. Là hết. Mình còn câu 33, 34, 35 là lý thuyết thôi. Thế like xong này, xong like VIP ạ. Hello Ngọc Như, nhớ giọng thầy nên bay vào đây. Nhớ á, hôm nào bay ra ngoài Bắc thăm thầy nhá. Nhớ phải bay ra ngay thăm thầy. Câu 33 dạo này ốm yếu lắm. Tổng số hợp chất hữu cơ mạch hở cùng công thức phân tử C2H4OH. Mình có này, cùng công thức phân tử này nó là vừa nãy thầy vừa chữa xong đúng không? HCO CH3 này, CH3 COH này và CH2OH CHO. Ok, đúng rồi, đăng ký càng sớm càng tốt. Chính xác huyết quỷ. Vậy đây mình có là 3 thằng. À. Ok, xong. Nhớ đủ các bạn cùng đăng ký nha. Ui bây giờ mới thấy tí tí tí. Trời đất ơi. Có 34 nào, các em nhớ tối chủ nhật mình thi carbohydrate đấy. Nhớ tối chủ nhật mình thi carbohydrate. Xà phòng hóa một chất hữu cơ công thức phân tử C10H14O6 dịch nào hát. Thu được glycerol và hỗn hợp gồm 3 muối không có đồng phân hình học để bài hỏi công thức của 3 muối đó. Thế lưu ý thầy này, C10H14O6 C10H14O6 được chưa? Thì anh này thì suy ra anh này có đánh nhé, nó chuẩn là C10 phải hát bao nhiêu. Đây là có 3 rồi, đây thằng này là có 3 pi rồi, vậy là ST 3 chức no đơn hở thì chuẩn của nó phải là CnH2n trừ 4 đúng không? Thì chuẩn của nó phải là CnH2n trừ 4 là bằng 16. Thêm đây là có 14, vậy là suy ra là trong này có 1 pi cc. 1 pi cc ở đây, thằng này có 1 pi cc này. 2 pi vứt. Được chưa? Anh em 1 pi cc ok, anh em 1 pi cc ok. Anh em 1 pi cc ok. Nhưng đây bà nói không có đồng phân ngọc. Thằng này đồng phân ngọc vứt. Nốt. Thằng này sai đó là CH vứt nốt, đáp án đúng đáp án D. Ok, thầy còn 20 đúng và chính xác. Câu 35, câu cuối cùng của tối ngày hôm nay, sau đó chúng ta sẽ vào học với live VIP. Live VIP sẵn sàng chưa? Live VIP comment chấm mạnh mẽ cái nào. Nốt câu 35 là mình vào live VIP nào. Bốn hợp chất hữu cơ công thức phân tử lần lượt, số chất vừa tác dụng với natri, vừa tác dụng là NaOH, vừa phản ứng tráng gương. Nhìn kỹ nhá, nhìn kỹ nhá. À, thằng CH2O này chỉ có thể là HCO rồi. Không tác dụng với natri, vứt chỗ này. CH2O2, vậy rằng này là HCOOH. Thằng này tác dụng với natri này, tác dụng là NaOH này. Nó có phản ứng tráng gương này, lấy. Thằng C2H2O3 COH CHO đúng không? Thằng này tác dụng NaOH, thằng này tác dụng natri, thằng này có tráng gương, lấy tiếp. Anh này COOH CH2 CHO tác dụng natri, phản ứng NaOH, có tráng gương. Ok, vậy tổng cộng mình có 1, 2, 3 thằng. Hello Ngọc Chư, muốn nghe live VIP nữa thế thì đăng ký. Ok, thầy đã oai xong toàn bộ phần lý thuyết full nét te và bắt đầu sang buổi sau là mình bắt đầu chuyển sang carbohydrate.